Ở này mình nhìn đằng xa là thấy có một em gắn nè, hai em luôn. Vô mọi người, một em tiếp tục nữa mọi người. Đây, ôi, đây một em to hơn nè mọi người. Đó, đó, một em nè. Tiếp tục một em nữa. Đó, mọi người thấy không? Nó đưa đầu ra quá trời rồi. Về phải bỏ vô cái lồng dày hơn mọi người. Đó, cố định cái càng nó lại. Rồi, đây mọi người, một em gắn bông súng dính lưới nè, đó cũng rất là to đó. Này giăng lưới dày nên không dính được em bự mọi người. Bữa mình giăng lưới hơi thưa dính em to to mà. Này quắn quá trời quắn rồi. Dễ gỡ hơn mấy con bự rồi. Rồi, một em đầu tiên nha mọi người. Như lòng luôn. Lòng huyền thoại đây. Chưa xả lưới đã. Hello mọi người nha, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình đi săn đêm nữa mọi người. Đứng hả? Đứng lắc quá. Hôm nay mình đi săn đêm nữa mọi người, nó dính gắn cá gì cái gì hay hay mình quay lại cho mọi người chia sẻ cho mọi người xem giải trí nha, mọi người cùng theo dõi nha. Gắn nữa mọi người, nhỏ con bự, mấy con ở đây nó không có gắn bự rồi, này gắn nhỏ xíu rồi mọi người, không bự, bự như là bữa mình giăng nên là con bự mình thấy đụng đó. Rồi, một em tiếp tục nha. Vào lòng luôn. Hai em. Hy vọng cái mương bên đây dính nhiều để quay cho mọi người xem còn mấy tay nữa mọi người. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Tới một tay lưới nữa, có một em nữa mọi người, dính một em gắn súng tiếp, hai em luôn, hai em đây nè mọi người, cùng xem nè, đó hai em nha, lấy em này trước nha, ra nó kiếm cá đó hả? Rồi lấy em này trước nha mọi người. Không bự. Con này quắn dữ lắm rồi. Đủ. Thở vô đâm. Gậy muốn chết nhỏ luôn. Gậy muốn chết nhỏ luôn. Rồi, còn em đầu tiên. Còn em nữa. Rồi, vô lòng. Em.
Rồi, tiếp tục một em nữa mọi người. Vô, tổng bây giờ được 4 em. Mấy con này nhỏ quá, thọt đầu ra được nè. Đó, thọt đầu ra cái lồng luôn. Tại này mình nhìn đằng xa là thấy có một em gắn nè. Hai em luôn. Vô mọi người. Một em ngoài, em trong. Lụm em trong trước đi. Trong đây có không? Ồ, em ngoài này cũng hơi to à. Em đây nhỏ nè. Rồi, đây một em nè mọi người. Hết chuyện lại ăn cá chốt hay gì. Ngay cá chốt nè. Rồi, một em tiếp tục nữa mọi người. Đây. Này giống con súng non không à. Clip trước mà mình làm mọi người xem đó là mấy cái em gắn rất là to luôn. Em này bé bé không. Đây, tiếp tục lồng lồng. À, xả luôn. Rồi, em to hơn nè mọi người. Đó. Dẫn chưa? Em to hơn em nãy nhiều. Đừng nói chết nha. Chết rồi, phải không? Chết rồi, chết. Ồ, sống. Em này quắn quá nhiều. Mắc cái đầu dưới nước bởi vì muốn chết rồi. Rồi, còn em tiếp tục mọi người. Đây. Em này yếu xèo luôn rồi, sắp chết rồi. Nó bị kẹt cái đầu dưới lưới dưới nước nó thở không được. Rồi, tiếp tục em nữa nha. Còn có con tay lưới nữa mọi người. Nãy giờ đi săn mà không thấy em nào nổi để chụp hết nhưng còn tay nữa, nếu có dính nữa thì mình quay cho mọi người mình xem nha. Tiếp tục đến một tay nữa mọi người. Mình thấy đằng xa là giống em gắn không biết phải không. Ồ, không phải rồi. Đây có một em mọi người. Ngoài đó là gông. Nhìn lộn. Đây có một em nè. Nè nè nè. Mọi người xem nè. Đó. Đó. Một em nè. Đó. Một em nữa nha mọi người. Tay này phải sửa lại mới được. Làm như là hình như là mình văng ở trong bờ ra nó dính hay sao thôi. Trời ơi, cắn. Chơi cắn vậy. Chơi cắn vậy. Gắn này cắn không có sao mọi người. Thoải mái. Đây. Một em tiếp tục nha. Xem nè. Đó. Đây, bấm không? Này, mọi người xem nè, mấy gắn nhỏ nó ra nó đưa đầu quá trời luôn rồi nè.
cái lồng nó không, cái lồng nó lưới nó không được dày mấy mọi người. Đúng, gắn mình phải bỏ vô cái bao bằng lưới cước á, bỏ vô cái lồng rộng cá. Đó, em tiếp tục nha. Chắc lại để nó giục rồi. Nãy mình nhớ lầm mọi người, còn một ta lưới nữa dính để mình quay mọi người xem nha. À, còn một con nữa mọi người, ngay đây, ngay đây, đây mình không thấy, đây 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 đây, im im đây nè, còn con nữa nó ở trong cái gông mình không thấy mọi người. Tiếp tục một em nữa, im. Hình như là trong bờ dân ra dính, sao mai dân ổng sửa mấy cái tay bên kia sát vô trong bờ. Rồi, em tiếp tục nữa nha mọi người. Núp ở dưới gồng quá kín mình không thấy, tí nữa là bỏ sót rồi. Nó đưa đầu ra quá trời rồi. Về phải bỏ vô cái lồng dày hơn mọi người. Đó, còn em tiếp tục. Bao bỏ vô cho chắc cú. Lồng ngoài cũng lứa cái này, nãy thấy nó lúc túc cái đầu ra. Gắn thì chịu. Đấy. Còn nữa mình quay cho mọi người xem nha, mọi người theo dõi nha. Rồi, đây mọi người. Nãy giờ đi ra vuông thăm lứa thì không có quay cho mọi người xem. Dính nhiều cá rô nè, với em cua. Đó, nhiều gắn đây, tầm khoảng 10 con, 11 con vậy mọi người. Đó, nhiều gắn không được to như mấy clip trước mình làm mọi người. Nó nhỏ thôi. Nó đeo dính đầu mình luôn hết nè. Đó, bây giờ mình bắt con cua chói, hướng dẫn cho mọi người xem chói con cua thế nào nha. Đeo con cá đó, đó. Đầu tiên mình đạp cọng dây nè, để mình lấy chịu lên mình để vô cái trong cái càng của nó nha. Rồi kẹp luôn. Con cua này hung dữ quá. Đó, đó, cố định cái càng nó lại đỡ cái nha. Rồi, tiếp tục tới càng thứ hai. Xong mình sửa càng nó lại nè. Đó. Rồi, bắt đầu mình cuộn dây lại. Vậy là mình... Đó. Rồi, xong xuôi. Chói được em cua nha mọi người. Sửa dây lại, sửa xuống để cho nó đừng có mở cái họng ra nè. Đó, rồi thành công nha mọi người. Rồi mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment và đừng quên chia sẻ ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.